Kính thưa quý vị, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục chửi rủa thầy Thích Minh Tuệ là kẻ giả tu. Thầy xuất hiện là cả một âm mưu của tổ chức đứng phía sau để chống phá Phật giáo, chống phá đất nước. Tổ chức bà nói tới lúc trước là Việt Tân, bây giờ bà lôi cả đạo công giáo vào. Điều đáng nói là dù chẳng có bằng chứng, nhưng bà vẫn vô tư vô cáo sư Thích Minh Tuệ và đạo công giáo. Đây rõ ràng là hành động kích động, gây chia rẽ tôn giáo trong nước, vô cùng nguy hiểm. Trước đó, sau hơn một tuần cả nước xôn xao về sự xuất hiện của Thầy Thích Minh Tuệ, đã có nhiều cá nhân có tầm ảnh hưởng nhất định đã lên tiếng bênh vực Thầy Thích Minh Tuệ, gọi Sư Minh Tệ là một bậc chân tu. Đặc biệt, đã công khai chỉ trích như Thích Trân Quang, giảng thuyết, tuyên truyền nhảm nhí, còn Thích Trúc Thái Minh thì nhiều lần vi phạm quy định của giáo hội và cũng chỉ phải sám hối. Những ngày qua, cái tên của Thầy Thích Minh Tuệ gây bão trở lại trên mạng xã hội đôi chân trần, đầu trần đi khất thực trở lại, lại sau nhiều tháng bị ẩn tu tại Nha Trang. Sự trở lại này không chỉ là niềm mong ước của Phật tử yêu mến Thầy, mà còn cho thấy sự kiên trì tu hành mà Thầy đã và đang theo đuổi bấy lâu này. Với hàng đoàn người trở về ra lại để mong ngóng được gặp nhìn Thầy Thầy, thì sự xáo trộn của số đông người có thể sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy như những câu nói giản dị. Gặp gỡ thì đã gặp rồi, mọi người nên về với công việc của mình con đi tới đây đang tập học chưa có gì con đâu có nhận tiền con chỉ nhận thức ăn chay vào buổi sớm đi khất thực thôi ngày hôm nay ăn rồi là cũng không nhận nữa qua những điều này chúng ta hãy giữ sự thanh tịnh cũng như trật tự để thầy được tiếp tục tu tập đã lâu rồi người ta mới thấy hình ảnh một vị chân tu hình ảnh họ đã khao khát từ lâu người ta có quyền đặt thích minh tuệ bên cạnh những tu sĩ đã gây ra bao tai tiếng để so sánh để luận bản. Những người như ông Thích Trân Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuyết giảng tuyên truyền nhảm nhí, tuổi trẻ hay đi du lịch về già bị liệt. Hát karaoke sau này, chết thành ma câm, nằm võng mất phước. Vị tu sĩ này thường xuyên nhắc đến việc cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa, còn liên quan đến các gian lận học vấn cũng như đất đai. Rồi những câu chuyện bại hoại ở Vĩnh Phúc khi cửa Phật trở thành trốn tà dầm như báo chí đã nêu hay hình ảnh tu sĩ thích trúc thái minh trụ trì chùa ba vàng quảng ninh với chiếc giỏ trên tay đi thu tiền của phật tử vị đại đức này cũng nhiều lần vi phạm quy định của giáo hội và phải sám hối nhưng dư luận chưa đồng tình với mức xử lý tức là ở đây có vấn đề về niềm tin vào giới tu hành bên cạnh những vị chân tu thì vẫn còn đó những người mượn danh tu sĩ để làm điều trái với giáo lý nhà phật qua sự việc thầy thích minh tuệ cho ta niềm tin về một con người tự nguyện tu tập về một con người tự do theo hay không theo tôn giáo con chả phải là sư hay thầy gì cả con là một công dân việt nam học tập theo lời phật dạy thôi dân chúng đang khao khát một hình ảnh nhà sư đời thường như thế thầy thích minh tuệ cũng nói lên thiện cảm rất lớn một niềm tin với phật giáo với những nhà tu hành chân chính không tham sân si tiếp theo mời quý vị nghe bài công đức của chúng ta của tác giả Phạm Lưu Vũ. Không chỉ mình hành giả Minh Tuệ xuất hiện, bước chân đầu đà của Ngài đã hé lộ cho chúng ta biết rằng xứ sở này không lúc nào thiếu những bậc chân tu, kể cả tu hạnh đầu đà. Như ông Mười Quang từng tu ở núi Sạn, phía dưới có sa môn huyền chân, trên đỉnh núi một vị và hang bên kia một vị. Sư Minh Tuệ xuất hiện, lập tức có nhiều người cùng tiếp bước Ngài. Điều đó chứng tỏ ngoài cộng đồng thích cúng dường khoác cà sa hoàng bào, tu ầm ý trong hàng vạn ngôi chùa, lộng lẫy như cung vàng, điện ngọc kia, thì vẫn tồn tại các bậc chân tu, âm thầm giữ giới và một lòng gìn giữ tránh pháp. Kinh Phật cũng nói về các thời tránh pháp, tượng pháp và mạt pháp, nói cả pháp diệt tận. Nhưng đó là mạt của tăng bảo, diệt tận của tăng bảo. Chứ Phật bảo và pháp bảo thì vẫn thường hằng, bất sinh, bất diệt. Các luận sư đời sau vì quá đề cao tăng bảo, nên mới thâu tóm một cách duy lý và bừa bãi như vậy. Hãy đọc kỹ kinh Pháp diệt tận thì sẽ thấy Đức Phật chỉ nói về bọn tục tăng, tà tăng, chui vào chùa mặc trộm áo Như Lai, ngồi trộm tòa Như Lai. Đó là sự diệt tận của tăng bảo chứ không phải Phật bảo và pháp bảo. Huống chi Phật bảo là tính của giác, pháp bảo là tướng của giác, có trước cả Đức Phật, có sau Đức Phật thì không thể có khái niệm diệt tận. Tính giác là Phật tính là Như Lai tạng. Chính nó đã tạo ra năng lực độc giác, năng lực tự giác ngộ của tất thảy mọi chúng sinh thì dù có hay không có tăng bảo, tính giác vẫn không suy xuyển. Cho nên độc giác thừa không có tăng đoàn, không có tăng bảo và không cần tăng bảo là vì như vậy. Cả cuốn sách chép lại những vấn đáp của hành giả minh tuệ có thể thu lại trong một chữ, duyên. Vì duyên mà sư xuất hiện, vì duyên mà gặp gỡ, vì duyên mà hỏi, vì duyên mà trả lời. Cả nội dung những câu trả lời nữa rất giản dị vì đó là hiện giáo, ai cũng có duyên để hiểu thâm sâu vì đó là mật giáo, phải là người có đủ duyên thì mới nhận ra. Công đức của chúng ta thì cũng chính là duyên vậy. Tất cả đều không ra ngoài Pháp duyên sinh, duyên khởi. Nữ sĩ Bồ Tát Phạm Hiền Mây đã ngồi hàng trăm giờ để nghe, để gỡ băng và chép lại nguyên si những lời vấn đáp của Sư Minh Tuệ và các cameraman. Đó cũng là cách kết tập kinh điển của chư tổ ngày trước. Cho nên văn kinh, đặc biệt là các bộ kinh Nikaya cũng giản dị vì đều là văn nói, chủ yếu thuật lại những lời thoại. Tất cả đều bắt đầu bằng câu, tôi nghe như vậy. Cuốn Hương bay ngược gió do Phạm Hiền Mây biên soạn cũng là văn nói, dù không viết ra câu ấy thì tôi cũng có cảm giác, tôi nghe như vậy. Kính thưa quý độc giả, khi nhìn vào tình cảnh mà Thầy Thích Minh Tuệ đang trải qua, có thể thấy rõ rằng con đường tu hành chân thật và thanh tịnh mà Thầy lựa chọn đã trở thành mối nguy hại lớn đối với những kẻ lạm dụng danh nghĩa Phật giáo vì lợi ích cá nhân và quyền lực. Với lòng từ bi và tinh thần hạnh đầu đà bền bỉ, Thầy đã gây lo ngại cho các thế lực trong hệ thống quốc doanh, khiến họ phải tìm mọi cách để kìm hãm và trấn áp Thầy. Điều đáng nói là Thầy không chỉ thực hành Phật Pháp với tâm thanh tịnh, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người tu tập và Phật tử khắp nơi. Chính sự thanh cao này đã khơi dậy sự ganh ghét từ những kẻ khoác chiếc áo đạo đức giả trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc doanh. Hai nhân vật như Thích Trân Quang và Thích Trúc Thái Minh, vốn được nhiều người gọi là Sàm Tăng, là ví dụ điển hình về những trường hợp mà giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc doanh sẵn lòng bảo vệ, bất chấp những sai phạm rõ ràng. Những người này đã từng vướng vào các bê bối nghiêm trọng từ việc sử dụng bằng cấp giả, lợi dụng danh nghĩa Phật giáo để trục lợi, đến việc truyền bá các tư tưởng lệch lạc và mê tín. Thay vì xử lý nghiêm minh, họ lại được bao che bởi hệ thống quốc doanh, tiếp tục hoạt động mà không bị ngăn cản. Không chỉ làm ngơ trước những hành vi sai trái của các sàm tăng, giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh còn ra sức bảo vệ họ, đồng thời loại bỏ bất kỳ ai có khả năng làm lung lay vị thế độc quyền của họ. Việc đàn áp một người tu hành chân chính như Thầy Minh Tuệ một người xuất gia với tâm tử bi và tinh thần kiên trì tu tập càng làm rõ bản chất thật của những kẻ trong giáo hội lạm quyền những quan tăng này đã biến giáo hội phật giáo việt nam thành công cụ quyền lực không ngại dùng thủ đoạn để bảo vệ lợi ích cá nhân và đàn áp những vị chân tăng trong khi thầy minh tuệ buộc phải ẩn thân để giữ vững con đường tu tập thanh tịnh các sàm tăng như thích chân quang và thích trúc thái minh lại tự do lợi dụng danh nghĩa phật giáo để truyền bá tư tưởng lệch lạc và hưởng lợi từ sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân tình cảnh của thầy minh tuệ là minh chứng rõ ràng về sự bất công và đạo đức giả đang phổ biến trong hệ thống phật giáo quốc doanh nơi các chân tăng bị chèn ép trong khi những kẻ lợi dụng đạo phật lại được bảo vệ trước thực tế này nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về tính chính đáng của giáo hội phật giáo việt nam quốc doanh Liệu đây có thực sự là tổ chức bảo vệ và truyền bá chính pháp hay chỉ là một công cụ kiểm soát và đàn áp những người không tuân phục? Câu chuyện về thầy Minh Tuệ tiếp tục lan rộng và đang thức tỉnh nhiều người về thực trạng đen tối trong một hệ thống từng được coi là đại diện cho sự thanh tịnh và giác ngộ. Cuối cùng, hệ thống này sẽ phải đối diện với hậu quả từ những hành động sai trái mà họ đã gây ra. Và những người như thầy Minh Tuệ dù có phải chịu nhiều gian truân, vẫn sẽ là hình ảnh sáng ngời của Phật giáo chân chính, khơi dậy niềm tin và tinh thần hướng thiện cho những người đang tìm kiếm ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Coi lại hình ảnh minh tuệ, tôi so sánh một cách thô thiển với Chúa Giêsu hơn 2.000 năm trước, tôi thấy nhiều điểm giống lắm, nên một hiện tượng. Tốt hay xấu, đúng hay sai, chúng con không có tầm nhìn của một cái người gọi là quán triệt lịch sử dài hạn, cho nên không dám đánh giá. Là người đi bộ khắp đất nước, đứng đầu ở Việt Nam, vì trong 6 năm rồi, ông đã đi ra đi vào nhiều lần. Là người ngủ ngoài trời, ngủ trong nghĩa địa, trong nhà hoang, ở nơi hoang vắng, bị mũi cắn nhiều nhất Việt Nam. Là người ăn xin duy nhất ở Việt Nam, chỉ xin ăn một bữa thôi, không nhận tiền, không nhận vải vóc, hàng hóa. Là người bị khen chê ca ngợi tung hô đảnh lễ tức là cúi đầu nhiều nhất Việt Nam hiện giờ gây bão xôn xao trên mạng xã hội là thầy Minh Tuệ có lẽ chỉ có một cái nồi cơm điện mà hàng trạo triệu người đã phải nhắc đến rất nhiều người phải run sợ vì cũng có thể sợ mất miếng ăn là người không sân si với đời mà đời lại tự sân si với ông là người không có trong tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam mà lại bị giáo hội lên tiếng có ý kiến là người không hề muốn nổi tiếng mà lại nổi tiếng không lường cho nên trở thành đại nghiệp là người đàn ông duy nhất ở Việt Nam không lấy vợ, bỏ nhà đi ăn xin mà rất nhiều người đàn ông khác có vợ lại muốn đi theo để trải nghiệm hiện thời xem ra sao. Cái kỷ lục này đang còn tăng lên không phải vì ông ta là một người bình thường, nhưng là vì tâm trạng của những người đi theo đã nhìn thấy một sự khao khát cái gì đó nơi ông. Kính thưa quý vị, đó là những lời tán thán thầy Thích Minh Tuệ từ linh mục Phạm Quang Hồng, đạo công giáo. Những điều này đã thu hút sự chú ý từ cả hai cộng đồng tôn giáo. Đây là một hành động cho thấy một sự kết nối tinh thần sâu sắc vượt qua ranh giới của các tôn giáo lớn sự ngưỡng mộ này dường như không chỉ xuất phát từ sự tôn trọng cá nhân mà còn phản ánh một sự đồng cảm về giá trị tinh thần giữa hai tôn giáo thầy thích minh tuệ là một nhà sư việt nam nổi bật với con đường tu hành giản dị và kiên định thầy sống theo hạnh đầu đà một pháp tu khổ hạnh không nhận tiền bạc hay vật chất và thường xuyên đi khất thực đường lối của thầy hướng đến sự thanh tịnh giải thoát và thực hành theo cách của các vị chân tu dù đối mặt với nhiều áp lực từ phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam do không thuộc sự quản lý của giáo hội, thầy vẫn kiên trì với lý tưởng của mình. Hình ảnh một nhà sư lang thang khắp nẻo đường, sống một cuộc đời đơn sơ đã khiến thầy được yêu mến bởi nhiều người dân, không chỉ các linh mục đạo công giáo mà còn nhiều thành phần trong xã hội như luật sư, nhà báo, nhà văn, vân vân. Linh mục Phạm Quang Hồng không ngần ngại bày tỏ lòng kính trọng đối với thầy Minh Tuệ. Theo Linh Mục, sự khiêm nhường và lòng từ bi của Thầy chính là những phẩm chất mà mọi tín đồ đều hướng đến, dù họ thuộc tôn giáo nào. Linh Mục Hồng nhận xét rằng, Thầy Minh Tuệ là hiện thân của một tinh thần phụng sự cao quý, không màng danh lợi, sống đời thanh tịnh và luôn tìm kiếm sự giác ngộ. Sự tán dương từ một người thuộc đạo công giáo đối với một nhà sư Phật giáo không chỉ đơn thuần là sự kính trọng cá nhân, mà còn là một biểu tượng cho sự hòa hợp tôn trọng lẫn nhau giữa các tôn giáo. Linh mục Hồng cho rằng, khi con người vượt qua được những khác biệt về niềm tin và nghi lễ, họ có thể nhận ra những giá trị cốt lõi chung, đó là lòng thương yêu, sự khiêm nhường và hướng đến sự hoàn thiện trong tinh thần. Hành động tán dương này của linh mục Phạm Quang Hồng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi có nhiều sự phân hóa giữa các tôn giáo và những căng thẳng về mặt xã hội, chính trị. Thầy Minh Tuệ người đã chọn con đường tu hành khổ hạnh, không theo sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từng bị cản trở và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chính cuộc sống an nhiên và thanh bần của thầy đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người, không chỉ trong cộng đồng Phật giáo. Linh mục Hồng nhận thấy ở thầy Minh Tuệ sự tinh khiết trong tâm hồn, điều mà ông cho rằng cần thiết trong mọi tôn giáo. Những lời khen ngợi của linh mục không chỉ nhằm động viên thầy mà còn gửi gắm một thông điệp tới các tín đồ. Con đường chân chính sẽ tự thỏa sáng dù gặp nhiều thử thách. Việc Linh Mục Phạm Quang Hồng công khai khen ngợi Thầy Minh Tuệ cho thấy một bước tiến về sự đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau giữa các tôn giáo. Sự kiện này cũng nhấn mạnh rằng những giá trị cốt lõi của tôn giáo đều hướng đến tình yêu thương, lòng từ bi và sự khiêm nhường, vượt trên các ranh giới giáo phái. Nó cho thấy rằng, dù thuộc tôn giáo nào, Mỗi con người đều có thể học hỏi và kính trọng lẫn nhau trên hành trình tìm kiếm chân lý. Sự kiện linh mục Phạm Quang Hồng tán thán thầy Thích Minh Tuệ không chỉ đơn thuần là một lời khen mà là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương và sự khiêm nhường. Đây là nguồn cảm hứng lớn cho cả cộng đồng Công giáo và Phật giáo, nhắc nhở chúng ta rằng trên hành trình tìm kiếm chân lý, con người hoàn toàn có thể chia sẻ niềm tin vào những giá trị tinh thần cao đẹp. Thưa quý vị, trong một bài viết gần đây, nhà báo Nguyễn Tiến Tưởng đã trực tiếp gọi tên bà Phương Hằng và Vương Tấn Việt khi đề cập đến các hành vi gây tranh cãi của họ trên mạng xã hội. Nhà báo nhận xét rằng, chính sự ham hư danh đã đẩy cả bà Hằng và ông Việt vào vòng xoáy sân hận và ghen tị với một vị sư bình dị như thầy Minh Tuệ. Mặc dù cả hai đều sở hữu vẻ ngoài quyền lực và tài sản đáng kể, nhưng cách nói năng thô tục và thái độ hung hãn của họ đã làm lộ rõ sự thiếu tinh tế và sang trọng thực sự trong con người. Những biến động xoay quanh Sư Minh Tuệ, bà Phương Hằng và Thích Trân Quang đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Mỗi sự việc đều mang đến những tình tiết đa dạng, kết hợp nhiều quan điểm và ý kiến, khiến chúng trở thành chủ đề nóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Đáng chú ý, bài viết của nhà báo Nguyễn Tiến Tưởng đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn. Bằng cách sử dụng ngôn từ sắc bén, nhà báo đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về hành vi và đạo đức của những nhân vật này. Những phân tích của ông đã khơi dậy suy ngẫm từ cộng đồng, khiến độc giả nhìn sâu hơn vào bản chất sự việc. Sau đây, chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn bài viết của nhà báo Nguyễn Tiến Tưởng để mang đến cái nhìn khách quan và cụ thể hơn về vấn đề này. Bà Hằng, ở Nguyễn Thị Phương Hằng vừa đi tù về tự khoác cho mình một sứ mệnh vì dân. Tôi không biết bà vì dân là vì điều gì khi rõ ràng rằng bà đi tù vì tội xúc phạm nhân phẩm và vu khống người khác. Lương dân nên là những người biết đúng sai phải quấy, không nên là những người vì lòng hiếu kỳ mà tung hê một người chỉ vì họ giàu có và nanh nọc. Tương tự, ông Vương Tấn Việt, kẻ không có mặt trong kỳ thi cấp 3, trở thành tiến sĩ. Ông sắm nhiều vai vĩ cuồng, nhiều sứ mệnh mông lung huyễn hoặc. Trong đó, ông đứng đầu một hệ thống nhằng nhịt dẫn dắt chúng thanh niên. Tôi không xem họ là những người mộ đạo. Họ chỉ là những người mê lầm, chót tin vào những bài pháp siêu vẹo của ông Việt. Dân của bà Hằng, chúng thanh niên của ông Việt, chỉ là một nhóm người có nhu cầu của riêng họ, không ai được phép khoác chung vào một chữ nhân dân. Ông Việt mắng sư Minh Tuệ, thằng ba trợn, bà Phương Hằng đòi quất. Cả hai, với ngôn ngữ bậm trợn cục xúc của mình, đã phô bày với thiên hạ rằng sự giàu có và đạo mạo không làm nên cái sang. Sang là cả một quá trình hội tụ nhiều yếu tố, trong đó nền tảng học vấn và tu tập nắm phần quan trọng. Cả hai người đều dính nặng tam độc, tham, sân, si. Vì quá tham hư danh, hai người múa may quay cuồng, làm đủ thứ chuyện nhố nhăng, mạ lị. Vì tham nên sân, cả hai đem lòng đố kỵ với một nhà sư bình dị, vốn chẳng liên quan gì đến mình. Sư Minh Tuệ là người tự thấp mà cao, không tranh mà được không cầu mà đắc đó chính là đỉnh cao của trí huệ giải thoát còn người như bà hằng ông việt đến trí tuệ còn chưa kịp sắm thì đường đến trí huệ còn rất gian nan đến cây cỏ côn trùng mà sư minh tuệ còn không muốn dẫm lên thì bà hằng ông việt không bao giờ có cơ hội đến gần gót chân ông ấy xin đừng nghĩ tôi có ý xúc phạm bởi vì chúng sinh bình đẳng cây cỏ côn trùng sống an vui và thanh cao hơn những người dính vào tam độc Địa ngục không ở đâu xa cả. Địa ngục là ngọn lửa tham hận luôn cháy trong lòng. Sư Minh Tuệ sẽ luôn chúc phúc cho mọi người, cho dù có ghét ông đi nữa. Cũng giống như Đức Phật luôn mềm mỏng với kẻ phỉ báng mình, vì Phật hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với nhân quả của họ. Ông Việt chỉ gieo nhân ba chữ thằng ba trợn, đã nhận lại một quả đắng thân bại danh liệt, trốn chui trốn nhủi như chuột nhắt. Bà Hằng tự huyễn hoặc mình đang ở đỉnh cao, một lời khuyên cho bà là hãy tận hưởng đỉnh cao của mình, tự do trong khuôn khổ. Có hai thứ bà không bao giờ nên đụng vào là tự do và đức tin của người khác. Nhân quả pháp luật, nhân quả đức tin là hiển hiện và rất chóng vánh. Quay đầu là bờ. Trước đây, nhà báo Nguyễn Tiến Tưởng đã mạnh dạn công khai đứng về phía sư Minh Tuệ trong bối cảnh sóng gió dư luận. Ông đã đăng tải một bài viết sâu sắc với tiêu đề Minh Tuệ giữa đời ta, Phật đẹp ở muôn nơi nhưng đẹp nhất ở giữa đời thường ông cho rằng câu kinh hay nhất chính là lời nói chân thật pháp tu cao quý nhất là cái tôi khiêm nhường và y phục đẹp nhất là phẩm hạnh sáng trong những lời ấy phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của khổ đau và hạnh phúc nỗi khổ của thân xác không thể so sánh với nỗi đau của tâm hồn và hạnh phúc thân thể cũng chẳng thể bằng hạnh phúc tâm thức nguyễn tiến tường còn nhấn mạnh rằng hạnh phúc từ tâm thức không lệ thuộc vào hoàn cảnh và danh phận chỉ là một lớp vỏ ngoài. Giá trị thực sự của mọi mối quan hệ nằm ở lòng yêu thương và sự tận tụy. Niềm tin giữa người với người không đến từ lời nói mà được khẳng định bằng hành động. Vì thế, ông khuyên chúng ta không cần giải thích quá nhiều về mình cho người khác, cũng không nên tìm cái tôi trong những xô bồ mà nên an trú sâu sắc trong tâm hồn mình. Dù không có gì chúng ta vẫn có thể cho đi những điều quý giá như nụ cười, lời nói thiện lành và lòng từ bi. Cuối cùng, sống mà không có niềm tin, nghĩa là sống một cuộc đời hoang phí. Nhà báo Nguyễn Tiến Tưởng cũng từng viết một bài cảm động về thầy Thích Minh Đạo. Ông mô tả, thầy Minh Đạo là người thanh khiết và trầm lặng. Một người chỉ vì những lời khen ngợi, sư minh tuệ và nhắc đến thời mạt Pháp mà phải quỳ sám hối, gây xúc động cho nhiều người. Tuy nhiên, ông quan sát thấy rằng đó không phải là sự trừng phạt, mà là thầy đang gìn giữ lễ nghi linh thiêng trước Phật, đồng thời thực hành tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, yêu thương tất cả chúng sinh, kể cả những người ghét bỏ mình. Thầy Minh Đạo dù quỳ nhưng đã xin từ bỏ hết các chức vụ trong giáo hội, một hành động thể hiện tình yêu tự do giống như Đức Phật đã rời cung điện, không vì danh vị mà ràng buộc mình. Hình ảnh của Thầy Minh Đạo như một vị Phật sống, hòa nhã và kiên định, đã để lại dấu ấn sâu sắc, thay quỷ nhưng lại như cao hơn muôn trưởng. Người đọc còn gửi tới ông hình ảnh chùa minh đạo giản dị, không hào nhoáng. Chiếc ghế thầy ngồi nói Pháp cũng đơn sơ, chiếc xe đạp cũ kỹ là phương tiện di chuyển, không giống những bậc tăng sĩ khác đầy uy nghi. Trong hoàn cảnh ấy, thầy đã dành nhiều năm chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, không để chúng tự ti về thân phận. Thầy Minh Đạo dạy những người đến thăm hãy tránh những lời thương hại, vì điều đó chỉ làm tổn thương thêm tâm hồn trẻ thơ. Sự chăm sóc tỉ mỉ và lòng nhân ái của thầy Minh Đạo như một người cha dành cho con, bảo vệ cái tôi và xây dựng lòng tự tôn cho các em. Chính sự giản dị, tâm hồn trong sáng của thầy đã truyền cảm hứng và được nhiều người tôn kính. Người dân Việt Nam với truyền thống mộ Phật, luôn kính trọng những vị thầy như thầy Minh Đạo, Minh Tuệ, những người sống đời giản dị nhưng mang ánh sáng của phật pháp lan tỏa mong rằng sẽ có thêm nhiều vị sư như các ngài để chúng sinh có thể tìm thấy ánh sáng giác ngộ bỏ tối mà đi về nơi sáng kính thưa quý vị liên quan đến vụ việc bà nguyễn phương hằng phát ngôn gây tranh cãi khi cáo buộc rằng đạo công giáo đứng sau sư minh tuệ để chống phá phật giáo bà cho rằng hai tôn giáo không đội trời chung ngay sau khi đoạn clip được lan truyền nhiều người trên mạng xã hội đã thể hiện sự thất vọng trước việc bà Hằng xuyên tạc, gây mất đoàn kết giữa các tôn giáo. Bản thân nội dung phát ngôn của bà Hằng đã phần nào phản ánh phẩm chất đạo đức của bà. Các thông tin mà bà đưa ra chỉ là sự góp nhặt vụn vặt từ mạng xã hội, nhưng lại được sử dụng như bằng chứng để xúc phạm sư minh tuệ và đạo công giáo. Một số người cho rằng, với tư cách là giám đốc điều hành một công ty lớn có tiếng tăm trong xã hội, đáng lẽ bà hằng nên thận trọng và chuẩn mực trong cách giao tiếp thế nhưng bà đã sử dụng ngôn ngữ thô tục để chỉ trích một vị chân tu mà bà chưa hề gặp và cũng không có mối quan hệ nào với bà đáng lưu ý là dù không có chứng cứ xác thực bà hằng vẫn công khai vu khống đạo công giáo lợi dụng sư minh tuệ để làm suy yếu phật giáo việt nam đây rõ ràng là hành động kích động có thể gây chia rẽ tôn giáo vô cùng nguy hiểm bấy lâu nay công giáo và phật giáo tại việt nam vẫn chung sống hòa bình dành cho nhau sự tôn trọng lẫn nhau tăng ni và tín đồ hai tôn giáo cùng chia sẻ không gian sinh hoạt tâm linh không xảy ra bất hỏa nghiêm trọng nào dù có những cá nhân như ông thích nhật tử từng có lời lẽ xúc phạm đạo công giáo đó chỉ là quan điểm cá nhân không đại diện cho quan hệ giữa hai tôn giáo đáng mừng là nhiều người vẫn bày tỏ lòng kính trọng đặc biệt đối với sư minh tuệ xem đó như một biểu tượng của sự tôn trọng và hòa hợp tôn giáo đây là một hình ảnh đẹp đáng ca ngợi và cần được nhân rộng những người có đạo đức dù theo tôn giáo nào đều xứng đáng được kính trọng thực tế việt nam còn có hội đồng liên tôn nơi các đại diện tôn giáo cùng ngồi lại vì mục tiêu chung là bảo vệ quyền tự do tôn giáo đức giáo hoàng đã nhiều lần gặp gỡ các lãnh đạo phật giáo và các tôn giáo khác trái lại Bà Hằng lại cố ý kích động fan hâm mộ của mình, khuyến khích họ gây hấn với tôn giáo bạn bằng những phát ngôn cực đoan. Ở bất cứ quốc gia nào, việc gây chia rẽ tôn giáo đều là hành động nguy hại, tạo ra mối hiểm họa cho sự hòa bình xã hội. Bà Hằng với lượng fan đông đảo đã lợi dụng vị thế này để gây nên mâu thuẫn không đáng có. Điều này thực sự là mối đe dọa nghiêm trọng. Facebooker Cúc Vũ bình luận rằng: "Tâm thần thì có nhiều loại, đây cũng là một dạng" ám chỉ hành vi bất thường của bà. Facebooker Lone Phạm cũng cảm thán. Lần này bà Hằng đã đi quá xa rồi. Ngay bà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng chẳng còn xa. Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ kêu gọi cơ quan chức năng làm rõ những phát ngôn của bà Hằng trong vụ việc nhằm bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong xã hội như sau. Lời lẽ giác oang oảng của kẻ chưa xoa an tích tê 30 khi nào kết thúc. Cơ quan chức năng cần làm rõ một, bà già kia có phải vì tân không? Nếu không mà đưa ra oang oang gây mất trật tự, tụ tập tuyên truyền những điều nhảm nhí sai lệch, cần có sự can thiệp của 331. 2. Tờ báo nào của nước ngoài đòi kiện nước mình? Chứng cứ đâu? Kiện ở tòa án nào? Những phát ngôn tùy tiện đưa đất nước ra nói trước hàng triệu người, không thể nói những thứ thiếu kiểm chứng và không thận trọng. 3. Cần làm rõ nhân dân nào cử kẻ đang chưa xoa án tích kia đại diện nhân dân nào đang chịu bất công oang trái thiên diện rộng để kẻ này lo cho người dân và oang oang điệp khúc. Tôi lo cho người dân. Câu này cứ lặp đi lặp lại gây ra những suy diễn sai lệch, thậm chí xuyên tạc và gây chia rẽ trong một bộ phận không nhỏ công chúng. Hậu quả đã có, sinh ra một bộ phận luôn chửi bới, vu khống người khác nhân danh chính nghĩa tự phòng. Và bốn, cần trả lại bình yên cho không gian mạng xã hội và môi trường văn hóa ứng xử trên mạng xã hội ở Việt Nam khi lời lẽ thô tục vô căn cứ được hưởng ứng sinh ra những thứ xấu xí rác bẩn gây độc hại mãi đất nước có pháp luật không thể để cho bất cứ kẻ nào muốn nói gì thì nói muốn nhân danh vì dân vì nước để làm bậy để gây chia rẽ mãi được vô cùng nguy hiểm vào giữa tháng trước nhà sư thích minh tuệ đã gián tiếp phản hồi trước những phát biểu của bà nguyễn phương hằng thông qua một đoạn audio clip đăng trên kênh youtube phước nghiêm thiện nguyện vào ngày 23 tháng 10. Trong đoạn clip, nhà sư chia sẻ rằng việc tu hành của mình là việc riêng, không quan trọng người khác đánh giá ra sao, ai nói đúng hay sai đều không ảnh hưởng. Sư cho biết, con tu là việc của con, tốt đẹp là tốt đẹp cho con. Ai nói sao cũng được, đó là quyền của họ. Phật pháp hữu duyên thì con chia sẻ và con không chạy theo danh lợi, cũng không tranh luận đúng sai. Nhà sư Minh Tuệ còn nhấn mạnh rằng không quan tâm đến việc có lợi cho ai, mà chỉ tập trung vào niềm tin của mình với Đức Phật. Sư chia sẻ, con chỉ tinh tấn, chánh niệm, tự soi giỏi để kiểm chứng việc tu tập của chính mình. Trong cuộc trò chuyện, Sư cũng khẳng định rằng, dù được yêu mến hay bị chỉ trích, Sư vẫn giữ vững tinh thần, không bị lây chuyển. Lời nói và thái độ của người khác thuộc về họ, còn con vẫn thực hành hạnh khất thực với ba y một bát theo lời dạy của Phật. Phật pháp là niềm tin của con, là chỗ dựa và hộ trợ cho con. Bà Phương Hằng sau khi ra tù đã đưa ra nhiều phát ngôn gây tranh cãi, trong đó có những lời công kích mạnh mẽ nhắm vào nhà sư Thích Minh Tuệ, người nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người trong thời gian gần đây. Không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích cá nhân, bà Hằng còn đề cập đến những tổ chức mà bà cho là đứng sau sư Thích Minh Tuệ và thậm chí kéo theo cả đạo công giáo vào cuộc. Những buổi giao lưu của bà tại khu du lịch Đại Nam, nơi bà liên tục bàn luận về nhiều nhân vật khác nhau, đã khiến công chúng không khỏi xôn xao. Lần này, đối tượng bà hướng đến là nhà sư Thích Minh Tuệ, một vị sư được ngưỡng mộ bởi lối sống giản dị và tu tập nghiêm túc trong suốt thời gian qua. Bà hằng cho rằng, hình ảnh mà công chúng thấy về sư Minh Tuệ không đúng sự thật, mà đằng sau đó là những bí mật khiến nhiều người nghe đến đều bất ngờ và hoang mang. Như mọi người đã biết, vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng trong một phiên livestream trước đây, bà đã đưa một người phụ nữ tên Trần Thị Đời lên sóng, khẳng định người này được tổ chức Việt Tân gửi tới để lôi kéo, kích động chống phá, đã gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng. Ngay sau đó, tài khoản Facebook Nguyễn Sin đã điều tra và công khai thông tin cho thấy bà đời là người gốc hậu giang và có dấu hiệu bất ổn về tâm lý từ nhiều năm trước gia đình bà đời xác nhận sự tình trạng tâm lý không ổn định của bà. Và cho biết bà từng trải qua một thời gian dài mắc bệnh. Dường như bị thất thế, bà Nguyễn Phương Hằng lại bất ngờ hướng dư luận theo một hướng khác đầy tranh cãi. Trong buổi livestream ngày 3 tháng 11, bà cho rằng đạo công giáo đang đứng phía sau thầy Minh Tuệ, hỗ trợ thầy để chia rẽ, phá hoại Phật giáo và gây bất ổn cho đất nước. Theo bà Công giáo đã sử dụng thầy Minh Tuệ như một công cụ nhằm tấn công đời sống Phật giáo Việt Nam. Điều này được bà lập luận dựa trên việc nhiều linh mục công giáo ủng hộ thầy, trong khi Phật giáo quốc doanh lại từ chối công nhận. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng luận điệu này không phản ánh đúng thực tế. Con đường tu hành của thầy Minh Tuệ với những giá trị tu tập chân chính và khiêm nhường đã lan tỏa và nhận được sự kính trọng không chỉ từ Phật giáo mà còn từ các tôn giáo khác thầy được nhìn nhận như một bậc chân tu, người đã lựa chọn lối sống giản dị, hết mình phụng sự lý tưởng tâm linh. Sự ngưỡng mộ này đã khiến nhiều tu sĩ của các tôn giáo khác bày tỏ sự tôn kính, điều mà giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh lại không muốn thừa nhận. Thậm chí, một số vị trụ trì và chức sắc trong hàng ngũ giáo hội quốc doanh còn không ngần ngại có những lời lẽ xúc phạm mạ lị thầy Thích Minh Tuệ, công khai chỉ trích thầy. Những lời công kích này không chỉ gây bất bình mà còn phơi bày phần nào sự mâu thuẫn nội bộ cũng như cách hành xử thiếu khoang dung trong tổ chức này. Sự đàn áp đối với thầy Minh Tuệ từ cả phía giáo hội quốc doanh lẫn những luận điệu như của bà Nguyễn Phương Hằng đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về bản chất của các hành động này. Quý vị nghĩ sao về những hành động này? Liệu rằng một bậc chân tu như thầy Minh Tuệ đang phải chịu những mưu đồ nhằm từ cả nội bộ, Phật giáo và các thế lực bên ngoài. Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận để cùng thảo luận thêm về vấn đề này. Linh mục Vũ Quốc Thịnh thuộc Công giáo cũng lên tiếng, đừng ngạo mạn, không phải muốn quất ai là quất đâu. Tài khoản Facebook của một người Công giáo tên Vincent Đình Trọng chia sẻ rằng, tôi ít khi nhắc đến những vấn đề nhạy cảm của các tôn giáo khác, dù là scandal hay phát biểu xúc phạm. Thực sự, tôi rất ngại đụng chạm vào những lĩnh vực như thế không phải vì thiếu hiểu biết mà vì tôi nghĩ điều này không phù hợp với một người tự nhận là người viết về đức tin công giáo tấm gương của thầy minh tuệ như một chiếc gương soi phơi bày rõ ràng ai là chân tu ai là thợ tu thầy như một món quà quý giá cho dân tộc nhưng sự kiện xung quanh thầy có thể gây ra tranh cãi và xung đột sau đây là một số nhận định và khuyến nghị của tôi Thứ nhất, sự kiện này đem lại nhiều lợi ích cho đạo pháp dân tộc, khuyến khích mọi người suy ngẫm về đạo đức và lối sống của tu sĩ, cũng như việc dân chúng đóng góp cúng dường cho ai và như thế nào. Thứ hai, nhiều người cho rằng sự kiện này có âm mưu, nhưng đôi khi sự thật lại đơn giản hơn nhiều. Thứ ba, việc quá tập trung vào sự kiện này có thể làm phân tán mục đích chính của các bài giảng và hướng suy nghĩ của mọi người đi xa. Thứ tư, chúng ta nên duy trì lòng tôn trọng và khoan dung với các tôn giáo khác đây là cơ hội để thể hiện lòng nhân ái và tình yêu thương thứ năm tránh những phát ngôn gây xung đột và cố gắng bày tỏ ý kiến một cách hòa nhã để công giáo và phật giáo cùng tôn trọng lẫn nhau cả hai bên đều đang rất nhạy cảm và không nên có những bài viết gây hiểu lầm về thầy minh tuệ thứ sáu chúng ta nên phản ứng với sự khiêm tốn và tự kiểm nếu một số tu sĩ cảm thấy mất mặt bởi sự kiện này, hãy coi đó là cơ hội để tự kiểm điểm và hoàn thiện bản thân. Giới tu hành nên sống giản dị, khiêm tốn và chân thực, tránh xa cuộc sống giàu sang để phản ánh đúng tinh thần của công giáo. Thứ bảy, khuyến khích đối thoại liên tôn là một phương pháp hiệu quả để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các tôn giáo. Thay vì chỉ trích, hãy khuyến khích những buổi gặp gỡ, thảo luận để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Thứ tám, các trang mạng xã hội và truyền thông công giáo nên cẩn trọng khi đăng tải những nội dung có thể gây chia rẽ. Thay vào đó, nên tập trung vào những câu chuyện tích cực và thông điệp đoàn kết, góp phần xây dựng một cộng đồng tôn giáo vững mạnh và hòa hợp. Thứ 9, cầu nguyện và suy ngẫm. Dành thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm về sự kiện này. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để thấu hiểu và ứng xử phù hợp. Thứ 10, hỗ trợ và chia sẻ. Nếu có ai trong cộng đồng cảm thấy sao động vì sự kiện, hãy đồng hành và chia sẻ, tạo dựng một môi trường yên bình và tràn đầy tình yêu thương để mỗi người cảm thấy an ủi và đoàn kết hơn. Thứ 11. Đào sâu đức tin. Hãy tận dụng cơ hội này để củng cố đức tin công giáo của mình. Đọc Kinh Thánh, tham gia các lớp giáo lý, các buổi tĩnh tâm và cầu nguyện thường xuyên. Một sự hiểu biết sâu sắc sẽ giúp bạn nhìn nhận và ứng xử đúng đắn trước những thách thức và sự kiện quanh mình thứ mười hai gương mẫu sống đức tin hãy sống đức tin một cách gương mẫu trở thành chứng nhân của chúa kitô qua lời nói và hành động hàng ngày để tình yêu và lòng thương xót của chúa giêsu lan tỏa trong cuộc sống bạn trở thành nguồn sáng cho người khác noi theo thứ mười ba tham gia hoạt động cộng đồng hãy tích cực tham gia vào các hoạt động của giáo sứ từ thiện và công việc bác ái qua đó không chỉ củng cố đức tin của bản thân mà còn xây dựng một cộng đồng công giáo mạnh mẽ và đoàn kết hơn. Dù sự kiện gây tranh cãi, đây cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại và cải thiện bản thân làm trong lành trốn tu hành. Cả công giáo và Phật giáo đều cần hướng tới sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Kính thưa quý vị, sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ như một tia sáng thiền trong đêm đen đối với nhiều người. Với tâm nguyện đầu đội trời chân đạp đất, thầy dẫn thân vào một cuộc sống từ bỏ mọi tham, sân, si một cách triệt để nỗ lực tìm về chân thiện mỹ, trong sự bình an và thanh thản hướng tới giác ngộ. Những chỉ trích của bà Nguyễn Phương Hằng nhắm vào thầy Thích Minh Tuệ không chỉ làm dậy sóng dư luận mà còn làm nổi bật thêm những mâu thuẫn tiềm ẩn trong nội bộ Phật giáo Việt Nam. Việc bà Hằng sử dụng những từ ngữ miệt thị như thằng cu tuệ khi nói về thầy đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, đặc biệt là những người biết đến thầy và cảm phục đời sống thanh tịnh, an hòa của thầy. Một người luôn tránh xa mọi sự công kích cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng đã không ngần ngại công khai chỉ trích thầy Minh Tuệ, thậm chí còn gán ghép thầy với các vấn đề chính trị nhạy cảm. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy luận điểm của bà thiếu thuyết phục, bởi thầy Minh Tuệ từ trước đến nay luôn giữ vững quan điểm rõ ràng, ngài không tham gia vào bất kỳ tổ chức, hội nhóm hay đảng phái chính trị nào. Cuộc hành trình tu hành của thầy Thích Minh Tuệ đã chọn lối sống giản dị và khắc khổ, hoàn toàn trái ngược với nhiều nhà sư quốc doanh, những người thường bị phê phán vì đã lạm dụng niềm tin của Phật tử để trục lợi. Trong khi các sư quốc doanh tổ chức các buổi lễ cúng dường quy mô lớn, sống trong chùa chiền khang trang và nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Phật tử, thì Thầy Minh Tuệ lại chọn từ chối mọi của cải vật chất, sống thanh bẩn và không có tài sản cá nhân. Chính điều này có thể là nguồn cơn khiến thầy bị ganh ghét, đặc biệt là từ những người có quyền lợi trong hệ thống Phật giáo quốc doanh. Sự chỉ trích liên tiếp từ bà Nguyễn Phương Hằng dành cho thầy Minh Tuệ khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi, liệu bà có đang ganh tị với danh tiếng ngày càng lan rộng của thầy, hay đây là một cách nhằm bảo vệ các mối quan hệ của bà với những nhân vật có ảnh hưởng trong giới Phật giáo quốc doanh. Được biết Bà Hằng có quan hệ thân thiết với một số trụ trì và thượng tọa trong giáo hội quốc doanh, điều này càng làm dấy lên sự hoài nghi về động cơ thực sự đằng sau những công kích của bà. Đáng chú ý là thầy Thích Minh Tuệ luôn giữ thái độ an nhiên, không công kích bất cứ cá nhân nào. Thầy chọn con đường tu hành khổ hạnh, sống đời bình an và không vướng bận vào các tranh cãi thị phi. Những Phật tử và người dân ngưỡng mộ thầy thì tự do bày tỏ lòng kính trọng. Điều đó hoàn toàn là quyền của họ và không phải do thầy cố ý tạo dựng. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn tiếp tục nhắm vào thầy, khiến nhiều người trên mạng xã hội tự hỏi, liệu bà có cảm thấy bị đe dọa bởi sự kính trọng và lòng mến mộ mà mọi người dành cho thầy hay không? Một chủ đề nóng bỏng hiện nay là hiện tượng một số nhà sư quốc doanh lợi dụng lòng tin của Phật tử để mưu lợi cá nhân. Cộng đồng mạng đã nhiều lần lên án những câu chuyện về các sàm tăng, những người khuyến khích Phật tử cúng dường quá mức, thậm chí dâng hiến cả tài sản chỉ để có phước báo. Không ít người đã bức xúc trước những trường hợp thuyết pháp rằng Phật dạy phải bỏ tiền mới giải nghiệp, cho thấy sự méo mó trong cách diễn giải giáo lý Phật giáo. Sự lộng hành của các nhà sư quốc doanh trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn chưa được giải quyết triệt để, dù có không ít vụ việc gây xôn xao dư luận. Trong khi đó, những nhà sư như Thầy Thích Minh Tuệ, người sống giản dị, từ bỏ danh lợi, lại đang phải đối mặt với những sự công kích bất công. Câu chuyện giữa Thầy Minh Tuệ và bà Nguyễn Phương Hằng đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Công chúng không khỏi băn khoăn vì sao bà Hằng lại bỏ công sức vào việc chỉ trích một nhà sư khiêm nhường như thầy, thay vì tập trung vào những vấn đề bức xúc thật sự. Những lời cáo buộc của bà không chỉ khiến dư luận hoài nghi mà còn làm nổi lên những câu hỏi về động cơ thực sự đằng sau hành động của bà. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu người và không ít người vẫn bức xúc khi bà Hằng cố tình lôi kéo thầy Minh Tuệ vào những tranh cãi chính trị mà thầy chưa bao giờ muốn can dự. Bất chấp mọi chỉ trích, thầy Thích Minh Tuệ vẫn giữ im lặng, chỉ khẳng định rằng con đường tu hành của ngài không bị ảnh hưởng bởi sự khen ngợi hay phê phán từ người đời. Sự thanh tịnh và an nhiên của thầy chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho tất cả và có lẽ cũng là điều khiến những kẻ đố kỵ cảm thấy khó chịu sự thật về những ma tăng trong giới sư quốc doanh vẫn đang chờ ngày được phơi bày và những ai gieo ác ý sẽ không tránh khỏi vòng xoáy của nghiệp báo